shop lên cho chú một cặp máy cưa nha. Con số 1 là con Estin 024 AV Magnum nha. Này 1987 44,3 cm nha. 44,3 cc nha. Con này máy móc cam kết là chưa bung, chưa chẻ, chưa rút nòng nha. Chưa đụng chạm luôn. Mặt tiền nè. Siêu vip nha. Coi gầm nè, chưa chốc sơn, chưa chốc hết sơn luôn nha. Con này xài cực kỳ ít nha. Nè, coi cái lốc nè. Máy móc bao zin nha. Máy móc cam kết zin, bê tông vân ngang 100%, chưa bung, chưa chẻ nha. Nòng bạc còn trắng tinh nè. Máy xài một cái lam Latin nha. 47 cm lam đứt xịn nha, 1.3 ly nha. Máy là xài đồng tiền rồi nha. Mới cực kỳ con này. Này phù hợp cho mấy chú mà khai thác tầm trung chuyên nghiệp nha. Khai thác chuyên nghiệp tầm trung thì khỏi có nói nha. Con này siêu vip. Mặt tiền này như chưa xài nha. Siêu vip nha. Con này là lốc hợp kim nhôm nha. Mấy con đời cao cấp mới có lốc hợp kim nhôm nha. Xài ví dụ mà nóng lên nó không có bị biến dạng, nó không có bị cháy lốc như cái lốc nhựa nha. Ok, con này siêu vip. Máy móc cam kết là nguyên zin nguyên bản. Cái tông là vân ngang nha. Đó, để ghim nha, cuối clip cho mấy chú coi cái tông con này. Vân ngang 100% nha. Bình xăng lớn trắng tinh nha. Rồi, tiếng nổ nha. Germany nha, con này máy Đức nha. Ai mua thì cũng vô cho cộng xích mới nha. Nó về không có lâm xích nha. Ai mua thì cũng vô cho cộng xích mới. Con số 2 nha, con này phụ tùng siêu đại gia nha. Này quá nổi tiếng rồi.
Con số 2 là con MS360 nha. Con này made in USA. Đời 2008 nha, 361 rồi không có cửa. Con này là piston 48 ly 62cc nha. Made in USA nha. Nồng nè. Con này là máy xách tay nha, cam kết chưa bung chưa trẻ nha. Piston vân ngang 100%. Ai mua thì qua Zalo coi piston nha. Ai mua thì qua Zalo coi piston nha. Đấy, cái nồng nè. Con này 99% luôn. Mặt tiền nè. Bồ nè. Máy cam kết chưa bung chưa trẻ, bao rin 100% nha. Đây, tiếng nổ cho mấy chú. Máy này xài đồng tiền nha. Phù hợp mấy chú mà khai thác chuyên nghiệp nha. Này khỏi phải nói nha, siêu chất. Trọng lượng con này tầm nhẹ thôi, con này tầm khoảng 6,5 kg nha. 62cc. Này, tem mình xăng nè. Tầm 48 ly tua cực kỳ cao nha. Mấy cái dòng Estin mà đời cao này tua cực kỳ cao nha. Đi theo một cái lam 58 nha. Made in Germany nha, làm Đức 100% chưa xài nha. Cái này khi nào xài dính chóc nước sơn ra mới thấy là tinh nha. Chứ không phải nó hết là tinh đâu. Cái làm 58cm nha. Như là 36 mắt xích đó. Con này thị trường bây giờ thì hầu như là không có luôn rồi. Con này siêu vip. Cực kỳ nhạy nha, xả áp là nổ nha. Rớt tay là nổ. Rồi, được thì mấy chú alo nha. Siêu vip, con này siêu chất luôn. Bên con bán là máy móc bao nha, chưa bung chưa trẻ nha. Còn ai muốn test thì bao test luôn, mua là bao test nha, bao test bao xem nha, xem nòng bạc bích tông đồ đó, cam kết là nguyên rin, chưa bung chưa trẻ. Được thì mấy chú alo nha.